Thật ra thì chị em chúng tôi có những kỷ niệm mà tốt như vậy đó, cho nên qua đây mà không gặp nhau thì cũng không được. Miễn là gặp nhau tại đất Mỹ, nhìn mặt nhau là cũng sung sướng rồi. Mà tôi tới Chúa lại ưu đãi hơn cái chuyện gặp nhau là cho phép tôi được làm chứng và chia sẻ với Hội Thánh. Thì đó là một cái đặc ân. Chúng tôi không phải chỉ quen một vài điểm như vừa nói đâu, mà nó thuộc về dòng dõi nữa. Dòng dõi của bà mục sư Diệm và mục sư Văn Đông là ông bà Nguyễn Văn An, mục sư An. Chúng tôi gọi một cái tên rất thân thương ở Việt Nam là anh chị Tám An, ai cũng gọi vậy, tại vì nó thân thương quá. Từ những ngày bị rượt đuổi, tôi đi hầu việc Chúa bị rượt đuổi thì thân phụ của bà mục sư Đông đã lấy xe chở chúng tôi đi, giấu chúng tôi để không bị bắt. Cái kỷ niệm như vậy làm sao mà một sớm một chiều nó phai đi được. Vì vậy cho nên đó, khi tôi đặt chân đất Mỹ, hồi nãy ngồi dưới tôi có một cái suy nghĩ là người rời quê hương, rời khỏi những tháng năm bấp bênh cùng cực, rời khỏi những tháng ngày chạy trốn, rồi bị đủ thứ chuyện hết, tù nữa, tù cũng khó, chúng tôi cũng cũng ở tù vì giảng đạo rồi. Thì khi đặt chân nước Mỹ, việc đầu tiên là người ta yên nghỉ đi, tìm một cái hội thánh mới, hội thánh lớn của Mỹ, sang trọng, có ban nhạc, có đầy đủ tất cả mọi cái điều, một cái cơ sở vật chất tốt để nhóm, để học được cái văn minh của Mỹ, để sống kiểu Mỹ, để được nói tiếng Mỹ như một người Mỹ. Việc gì phải làm cái chuyện mà nhỏ nhỏ vậy cho nó mệt, mang tiếng, bị nhiều người lên án. Nhưng mà ở một cái đất nước xa xôi mà được tụ tập với nhau trong một buổi thánh nhật, nhìn mặt nhau, được nói tiếng Việt với nhau, đối với tôi đó là một cái phước, một cái ân phước rất là lớn. Nếu mà tôi nói vậy quý vị nghe không ạ? Được. Được có nghe hả? Tại phải nói này, đây lệ thuộc cái này bực mà không không thích lắm. Tôi ráng nói to cho quý vị nghe được. Dạ dạ mục sư cứ nói đi để em sẽ chuẩn bị cái khác để cố định được tốt hơn. Rồi ạ. Tại sao chúng ta lại không gặp nhau trong một buổi sáng chủ nhật để được nhìn nhau nói tiếng Việt, nói về Chúa bằng tiếng Việt, nói về quyền năng của Chúa bằng tiếng mẹ đẻ của mình? Vì thấy dân Do Thái lưu lạc 2.000 năm trên thế giới, khi mà họ lập quốc, họ trở về lại quốc gia của họ, quốc gia của họ đã bị xóa tên trên bản đồ thế giới rồi, mà cho tới ngày đúng cái giờ mà Chúa muốn họ về, khắp nơi trên thế giới họ trở về đúng cái lời tiên tri, họ sẽ trở về trên những đôi cánh đại bàng. Và cái lúc đó là chưa có máy bay, khi lời tiên tri nói lên là chưa phát minh ra máy bay, mà cho tới ngày lập quốc họ bay về trong tất cả các chuyến bay trở về Do Thái, chở người Do Thái về, và không một người nào quên tiếng Do Thái, kể cả những tiếng địa phương, ví dụ như là người Việt Nam mình tiếng Quảng Nam ha, tiếng Cà Mau, tiếng Cá Gô Bỏ Gỗ, rồi tiếng các thứ tiếng, nhưng Do Thái không quên, họ thờ phượng Chúa bằng ngôn ngữ của họ. Tại sao người Việt Nam của chúng ta xa xứ không tập trung lại? Và tôi cảm kích tấm lòng của mục sư Giang Đông, mà tôi coi một người em, tại sao ông bà mục sư giỏi lắm, nói tiếng Anh tốt lắm, đời sống ngay khi ở Việt Nam ông bà cũng đã văn minh hơn những người hầu việc Chúa ở Việt Nam rồi, con cái được học tiếng Mỹ, nói chuyện với nhau tiếng Mỹ rồi. Bây giờ đặt chân lên một đất nước văn minh như vậy, xong vô hội thánh Mỹ nhắm luôn đi, cho khỏe cái thân mà được mọi người tôn trọng nữa, cứ mặc vest mặc đồ đẹp ngồi đó được mọi người tôn trọng và được ưu đãi. Tại sao phải lăn ra làm một vị mục sư người Việt, kiếm một cái chỗ nhỏ nhỏ rồi gom một vài người Việt rồi giảng dạy rồi gây dựng rồi truyền đạt cái tâm tình của người Việt, chi cho nó cực vậy? Đi rồi là thoát. Một số người Việt Nam đi là thoát, thoát cái nợ thoát cái nợ của những người Việt lèm bèm cằn nhằn cử nhử khó tính, xây qua bên này bị bắt lỗi, xây qua bên kia bắt lỗi. Tại sao qua nước Mỹ tự do rồi mà lại tiếp tục tìm cái điều đó làm gì? Tôi phục một sư Giang Đông, họ đã bằng lòng sống như vậy để chi? Cái tinh thần Việt Nam, sự yêu quê hương, yêu người Việt xa xứ,
yêu những con người Việt đang cô đơn, lạc lõng ở cái đất nước Hoa Kỳ. Cái tổn thương tại đất nước Hoa Kỳ không thể nói được với một ông mà mũi lõ mắt xanh, không thể nào hiểu được. Tôi đặt chân đến nước Nga, những người Việt Nam với một vị mục sư người Nga ôm tôi khóc, kêu là mục sư đừng bỏ chúng em, đừng bỏ chúng em cô đơn lắm đó, quý vị có mục sư mà. Những người Việt Nam nó không thể nào nói hết nỗi niềm của một người Việt với một mục sư người Nga đâu, mục sư ơi. Làm sao chúng em có thể khóc được với người Nga? Làm sao nói được cái tâm tình của người Việt với người Nga? Ở đây cũng vậy. Nếu quý vị đau đớn có thể trút đổ cái lòng của mình với mục sư Việt Nam, họ hiểu cái tính cách của người Việt. Tại sao người Việt đau? Tại sao người Việt tổn thương? Tại sao người Việt buồn? Cha mẹ con cái chồng con. Còn đối với người Mỹ hả? Everything okay. Nó muốn đi hả? Con gái muốn đi rồi mày đi đi. Không sao hết. Mà đối với người Việt Nam con cái đi là nước mắt, là nỗi buồn. Đối với người Mỹ ly dị hả? Là hết. Không thích nhau thì ok, chia tay. Nhưng đối với người Việt đau đớn dằn vặt cả một cuộc đời. Tất cả những nỗi đau đó chỉ người Việt và người Việt mới hiểu nhau. Và một sư Anh Đông đã bằng lòng làm điều đó. Tôi ngồi đây chỉ mấy phút thôi, tôi được sự cảm động. Nhiều bạn tôi qua Mỹ nhớ mà thấy Mỹ hết và nói với tôi rằng: chị Loan, em thích chơi Việt Nam. Việt Nam không có văn minh, Việt Nam thủ cựu, phong kiến, cái suy nghĩ chật hẹp, bẩn chật, nhiều chuyện, hay lên án người khác. Hay người Mỹ sướng lắm, chơi người Mỹ sướng. Tôi nghe tôi thấy cũng có lý, nhưng mà khi trở về mình đau lòng, đau lòng. Và có những con người đã thấy được sự đau lòng đó và tiếp tục chạy theo, đuổi theo những người Việt để gom bó người Việt về. Và tôi tin chắc rằng những tấm lòng như vậy, Chúa sẽ sức giàu. Quý vị amen với tôi mà. Và nếu quý vị ở đây đồng lòng với tôi á, hãy ở đây để mà xây dựng một cái gì đó của người Việt, một nền thần học của người Việt, một mục sư Việt, một hội thánh Việt, mà khi những người khác đến với chúng ta đó, họ lấy được lửa từ người Việt. Họ lấy được lửa. Amen. Quý vị thấy hội thánh ở đây có ai dậy sớm 5 giờ sáng tới cầu nguyện không? Có ai tới nhà thờ cầu nguyện 5 giờ sáng không? Thậm chí nhóm 10 giờ, 11 giờ mới nhóm đúng không? Người Hàn cầu nguyện 5 giờ sáng. Hàn Quốc. 5 giờ sáng trời lạnh ngắt. Mở cái cửa ra. Ào ra một cái tiếng như thác đổ. Họ cầu nguyện đi mới. Ra. 5 giờ sáng. Ai cấm họ đâu. Cái nhiều người nói qua Mỹ làm gì có chuyện cầu nguyện 5 giờ sáng. Thôi quên đi, bỏ đi, không có chuyện đó đâu. Ta ngủ. Chủ nhật mà 9 giờ nhóm ông mục sư mà hỏi sao giờ này chưa đi nhóm. Tín đồ hỏi mục sư có biết giờ này là mấy giờ không? 9 giờ. 9 giờ là giờ chúng tôi còn ngủ. Mục sư có biết là chúng tôi cần giấc ngủ không? Cập. Tàn nhẫn như vậy sao? Khi tôi nghe những câu chuyện như vậy tôi nói: vậy thì làm sao mà đến Mỹ hầu việc Chúa được? Thôi quên đi. Bây giờ khi đặt chân đất Mỹ, gặp những người mục sư trẻ như mục sư Giang Đông, bằng lòng làm lại từ đầu. Đó là cái điều mà tôi được cảm kích. Đó. Cho nên ao ước rằng quý vị, những người đang ngồi đây, hãy đồng hành, hãy đi. Hãy đồng hành, hãy đi. Cho tới khi lửa của Đức Chúa Trời đổ xuống. Mà khi lửa đổ xuống á, Ngài không có chọn văn bằng học vị, Ngài không có chọn người nam, người nữ, Ngài không có chọn người giỏi, người dở, mà Ngài chọn những tấm lòng. Những tấm lòng. Khi chúng ta có những tấm lòng ngồi lại với nhau, lửa sẽ đổ xuống, lửa sẽ cháy lên. Và từ cái nhóm nhỏ của chúng ta sẽ lây lan ra cái vùng Arizona này. Tôi ước những ngày tới, có nhiều người sẽ chạy tới Arizona để tìm lửa. Giống như những năm trước chúng tôi chạy tới Houston, Texas vào cái đại hội của mục sư Huỳnh Quốc Khánh để tìm lửa. Nhiều người Việt Nam chạy tới đó để tìm lửa. Nhưng mà tại Arizona, tại sao không? Có một số người Việt Nam kính sợ yêu mến Chúa, khao khát Chúa, mong mỏi được gặp nhau. Trong những ngày tháng mà chúng tôi bị công an rượt đuổi, thèm gặp nhau lắm. Mà lúc đó không có iPhone, không có gọi nhau như bây giờ đâu. Không gặp nhau thì iPhone, Zoom, không, lúc đó không có. Chúng tôi phải đạp xe đạp từ đầu thành phố tới cuối thành phố để thông tin cho nhau một chuyện là cái điểm học đổi rồi nha, tột động rồi, chuyển qua điểm khác rồi nha. Mà phải đạp xe đi cái chục cây số để báo nhau một câu thôi.
tuần này học chỗ khác nha, điểm kia bị lộ rồi, mà phải đạp xe đi tới tận nơi để báo. Và đó là thời gian vô cùng phước hạnh của chúng tôi. Nhà thân phụ và thân mẫu của bà mục sư Giang Đông là nơi chúng tôi tập trung học hành, cầu nguyện, ăn uống, rồi chạy trốn, giấu nhau, chạy trốn, rất là vui. Đó là thời gian vô cùng phước hạnh. Ngày hôm nay không ai rượt đuổi quý vị hết. Nước Mỹ mà tự do, không ai rượt đuổi. Mà chúng ta lại rất là không có muốn gặp nhau. Tại sao? Hãy bắt lấy những cơ hội, hãy nắm lấy những thời gian quý giá mà Chúa ban cho chúng ta. Và lời muốn tâm tình với quý vị, nếu ai cảm thấy không vui, xin cho tôi xin lỗi. Để cho chàng có tay khích lệ nha. Ông mục sư là ông người cho chàng có tay. Ông luôn luôn khích lệ người khác. Mặc dù tôi hát dở, dở ẹt vậy đó, mà tối về ông cũng để nhắn tin khích lệ. Chị Loan, hát hay lắm, Tôi đâu biết hát đâu. Đàn được không ra gì hết, ông nhắn tin khích lệ. Hôm nay các bạn rất tuyệt vời. Mà tôi thấy có tuyệt vời gì đâu. Mà qua cái miệng ổng mình thấy mình tuyệt vời. Từ đó mình vươn lên đó. Cảm ơn Chúa, ông này là cái ông cũng khích lệ người khác. Ông có cái tật đó. Tôi yêu cái tật đó của ổng lắm. Cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ đọc ở trong Matthew đoạn 28 từ câu 1 đến câu 10 thưa quý vị. Matthew 28 từ câu 1 câu 10. Sau ngày Sa-bát lúc rạng sáng ngày thứ nhất trong tuần lễ, Mary Magdalene và Mary khác đến thăm mộ. Kỳ rất rung chuyển dữ dội vì một thiên sứ của Chúa từ trời xuống đến lăng tảng đá ra và ngồi lên trên. Hình dung thiên sứ sáng như chớp và áo trắng như tuyết. Các lính canh quá sợ hãi run rẩy và trở nên như người chết. Tôi sẽ đọc từ từ, giảng tới đâu sẽ đọc tới đó. Thôi quý vị nghe. Cái bài giảng của chúng ta sáng hôm nay sẽ có 3 chữ N để chúng ta dễ nắm lấy sứ điệp. 3 chữ N. Chữ thứ nhất là cái chữ nghỉ. Nghỉ, thinking. Nghỉ, từ câu 1 cho đến câu 4 thì chúng ta thấy câu 1 là một cái hành động đi thăm mộ. Đi thăm mộ. Tại sao đi thăm mộ? Tại vì họ nghĩ Chúa đã chết. Chết rồi, chôn. Đối với người Việt Nam thì lấp ba tấc đất là biệt mông xa trừ gì đó, cái câu thơ của người Việt là không bao giờ vĩnh viễn, không bao giờ hết, chết là hết. Vì vậy cho nên họ đi đến thăm mộ với một cái tâm thế là sức xác cho Chúa. Đó là cái phong tục của người Do Thái, là viếng tang, là sức xác, là những cái hành động dành cho một người đã chết. Đối với người Việt Nam mình đó, đến thăm mộ thì là mở cửa mã, phải không? Là cúng, là đốt nhang, là đốt vài cái tờ tiền cho người chết xuống âm phủ xài sẵn không có tiền. Tất cả hành động đó đều dành cho người đã chết. Và Marie Madeleine cũng đã làm cái câu chuyện đó. Và qua câu 2 đó, qua cái câu số 2 là kìa đất rung chuyển dữ dội. Và sao chỉ có một cái hành động là đi thăm mộ mà đất phải rung chuyển? Đi thăm mộ thì cái gì ghê gớm đâu, phải không? Khi chúng ta thấy Phaolô và Sila cầu nguyện thờ phượng Chúa trong tù thì đất mới rung chuyển, rồi cửa nhà ngục mới mở ra, xiềng xích rớt xuống, hai sứ đồ đi ra khỏi ngục và làm chứng cho người cai ngục tin Chúa. Một cái sự rung động vì cầu nguyện, vì thờ phượng. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy đất rung chuyển vì một cái hành động không có gì là thiên liêng hay là thuộc linh cả. Đi thăm mộ thôi mà. Xách thêm một cái giỏ đem hương liệu đến để sức xác cho Chúa Giê-xu. Hành động đó có gì đâu mà đất phải rung chuyển, thưa quý vị. Thì chúng ta sẽ thấy có một cái điều lạ lùng xảy ra là có thiên sứ xuất hiện. Qua hành động thờ phượng thì chúng ta thấy ở trong cựu ước á, qua hành động thờ phượng thì mây hạ xuống. Mây hạ xuống phòng đầy vinh quang của vua Salomon, nếu quý vị đã từng nghe qua rồi. Khi vua Salomon thờ phượng thì mây hạ xuống đầy sự vinh quang. Rồi qua hành động thờ phượng của Phaolô thì nhà ngục rúng động, xiềng xích rớt xuống. Và hôm nay mới thấy qua cái hành động viếng mộ thì một cái hành vi dành cho cái việc đã rồi, đã kết thúc, đã khép lại, đã chết.
Như vậy thì cái câu 3 thì cho chúng ta thấy một điều là hình dung thiên sứ sáng như chớp, áo trắng như tuyết, các lính canh quá sợ hãi run rẩy và trở nên như người chết. À, có một cái gì đó ở chỗ này, tôi suy nghĩ nó không phải là một cái nơi để cầu nguyện. Thường cầu nguyện mới rúng động, thường phải kiêng ăn làm dữ dội lắm, nhưng mà ở đây cửa mộ đã đóng thì bây giờ lại được lăn ra. Bây giờ chúng ta đang muốn thăm cái gì, chúng ta đang muốn tìm cái gì? Hội thánh của Chúa ngày hôm nay, tôi muốn nói với quý vị, khi mà mọi sự đã khép lại thì chúng ta muốn cái gì? Khi mọi sự đã dường như cửa đóng lại rồi, hội thánh đóng cửa rồi, mục sư đã vô tù hoặc là đã chết rồi, vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Hội thánh dường như không còn nữa, chúng ta sẽ làm gì? Tôi đã từng ở trong cái tâm trạng đó. Khi năm 1983 tôi ở Hà Nội thì nghe tin nhà thờ mà chúng tôi đang nhóm lại số 7 Trần Cao Vân đã bị đóng cửa. Mục sư của chúng tôi đã bị bắt bỏ vô tù. Việc đầu tiên ở Hà Nội là tôi sụp đổ. Ôi Chúa ơi, vậy thì con bị kẹt ở đây luôn rồi. Đó là thời gian tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Lúc đó chưa lập gia đình. Đi hầu việc Chúa một mình, ra Hà Nội một thân một mình với một vòng vé xe lửa và không có vé trở về. Ông mục sư của tôi, ông cho tôi đúng một vòng vé thôi. Chơi vậy. Rồi đùng cái nghe tin ông vô tù. Ủa vậy lấy gì về? Không biết. Cái tâm trạng đầu tiên là tuyệt vọng. Tuyệt vọng. Không còn gì nữa hết. Chắc con phải kẹt ở Hà Nội rồi. Năm 83 là còn đầy dẫy sự khó khăn. Tôi ra đó bị công an rượt đuổi, họ nói tôi là CIA. Cho nên mình bị giống như một cái nhân vật sẵn sàng bị ở tù vậy đó. Cho nên cái tâm trạng rất là khốn khó. Bây giờ khi chúng ta nghĩ ở trong đầu là Ngài đã chết rồi, đã khép lại rồi, thôi thì làm gì? Thôi thì chỉ có sức xác mà thôi. Chỉ có đem hương liệu tới để ướp xác, để sức dầu thơm vô xác mà thôi. Không còn gì nữa. Không còn tìm thầy để nói chuyện, không còn tìm thầy để kể lễ nữa, không còn tìm thầy để nói thầy ơi con đau, đặt tay cho con đi, chữa lành cho con đi, thầy ơi con đói, tiếp trợ cho con đi, thầy ơi không còn nói gì được nữa, thầy chết rồi. Cho nên chỉ tới để sức xác của thầy mà thôi. Cái hành vi sức xác ngày hôm nay đang vận hành như là một cái quy luật ở trong xã hội. Chúng ta đang tìm Chúa mỗi sáng nhật để chi? Để hoài niệm về cái chết của Chúa, hoài niệm về cái quá khứ, cái dĩ vãng của Chúa. Chúa Giêsu ngày xưa có chữa lành đó. Chúa Giêsu ngày xưa có làm phép lạ đó. Chúa Giêsu ngày xưa có làm điều này điều kia đó. Chúa Giêsu của ngày xưa, Chúa Giêsu ngày hôm qua, còn ngày nay thì thôi, ngày nay thì đi làm kiếm tiền. Một người bạn nói với tôi là chị Loan ơi, qua nước Mỹ, bây giờ ở bên Mỹ đó anh em tín đồ không có hát đồ re mi fa sol la si đâu nha, họ chỉ hát hai nốt thôi, đô với la thôi. Tôi nói ủa hát hai nốt sợ ra bài, không hiểu hết được cái điều mà anh em nói nè. Anh em nói là họ hát chỉ hai nốt thôi, không biết đô rất la, rồi sau đó mới hiểu rằng thì đô la, tối ngày hát đô la, tìm đô la, cần đô la, không cần gì nữa hết. Đồ re mi fa sol la si chia cho nó lộn xộn, đồ là đủ rồi. Ngày hôm nay đôi khi chúng ta tìm Chúa cũng tìm trên cái lăng kính là đồ là. Coi chừng chúng ta đang tìm Chúa bằng hai cái từ đô la, là tại vì ngày chủ nhật mà đi làm thì tìm sẽ nhiều hơn, nhất là những cái ngành mà dịch vụ thì đi làm vào những ngày chủ nhật thì tìm nhiều hơn, khách đông hơn, và chúng ta sẽ rơi vào cái suy nghĩ là đô la. Và Chúa thông cảm nha Chúa, ngày chủ nhật con đi làm và hội thánh bắt đầu vắng vẻ. Đám đông cái lúc này nè thì sao, thì hả hê và thỏa mãn lắm. Chúa vào trong mồ rồi, mồ mã rồi giam lại xong rồi, môn đồ thì cúi mặt lầm lũi sợ hãi nữa, ảnh hưởng mình. Ai theo cái băng nhóm của ông Giêsu coi chừng bị bắt đóng đinh luôn đó. Cho nên sợ hãi lắm. Và nhà đóng kín cửa, thầy đã bị người ta giết rồi, giết trong tủi nhục. Nhưng mà khi cái người mà có hành động muốn tìm lại người thầy thì cửa mộ lại lăn ra. Không biết ai lăn.
Và khi đến tìm thì cửa mộ lăn ra rồi, thiên sứ đứng ở đó. Và chuyện gì xảy ra nữa? Lính canh là gì? Là cơ quan công quyền. Lính canh là lính La Mã, sợ hãi, run rẩy như người chết. Kinh Thánh nói, lính canh thì sợ hãi run rẩy như người chết, xác chết thì không thấy, chỉ thấy người sống bỗng trở nên như xác chết. Quý vị thấy đây là một cái hình ảnh rất lạ. À, quý vị nhìn câu 4 coi. Các lính canh quá sợ hãi, run rẩy và trở nên như người chết. Xác chết thì không thấy, người sống mới trở nên như người chết. Có một cái sự biến đổi lạ lùng. Chỉ qua một cái hành động là đi xức xác của hai người phụ nữ. Họ vẫn còn trăn trở vì Chúa. Họ vẫn còn nặng lòng vì Thầy. Họ vẫn còn thao thức vì người Thầy dạy cho tôi những cái điều quá tuyệt vời. Qua người đó, cuộc đời tôi đã thay đổi. Một người bị bảy quỷ ám là ma thê. Trăn trở vì cái người đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Bây giờ người đó đâu rồi? Đi tìm. Mặc dù Thầy đã chết nhưng cũng đi tìm. Và chính hành động đó có nhiều cái sự thay đổi đã xảy ra. Cái gì ở trong lòng của chúng ta vẫn còn Chúa, cái gốc còn Chúa, cái trung tâm sâu sắc thâu thẳm bên trong tâm linh của chúng ta vẫn còn nhớ đến cái ơn của Chúa ngày nào đã cứu chúng ta ra khỏi một cái điều gì đó trong cuộc đời mình đó, và vẫn còn âm ỉ cái ngọn lửa đó. Từ cái ngọn lửa đó Chúa sẽ cháy lên. Chúa sẽ cháy lên quý vị ơi. Mặc dù nó giống như đống tro tàn á, Thầy chết rồi mà, vô mồ rồi, đóng rồi, nhưng mà chỉ còn một chút lửa trong lòng chúng ta về người Thầy thì nhiều sự việc xảy ra. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chị N thứ hai nha quý vị. Họ nghe rằng Ngài đã sống lại. Quý vị thấy, nhưng thiên sứ nói với người phụ nữ rằng đừng sợ hãi, vì ta biết ngươi tìm Đức Chúa Giêsu đấng đã chịu đóng đinh thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. Hãy mau đi nói cho các môn đồ biết rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại, và nay Ngài đang đi đến miền Galilee trước các ngươi. Tại đó các ngươi sẽ gặp Ngài, ấy là điều ta báo cho các ngươi. Tới câu 7 thôi thì chúng ta thấy họ nghe rằng Ngài đã sống lại. Trước đó họ nghĩ Ngài đã chết rồi. Tới cái khúc này họ nghe Ngài đã sống lại. Oh, cảm ơn Chúa, thưa quý vị. À, cảm ơn Chúa. Bây giờ thì câu 5 là đừng sợ. À, cái chữ đừng sợ, hồi sáng mục sư Giang Đông có nói là trong đó có nhiều lời hứa, 32.000 lời hứa. Nhưng mà riêng cái chữ đừng sợ, quý vị biết bao nhiêu chữ trong Kinh Thánh không? 365 chữ đừng sợ. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Đúng năm luôn, 365 ngày. Mỗi ngày có một chữ đừng sợ. Ta biết. À, Kinh Thánh là đừng sợ hãi vì ta biết các ngươi tìm được Chúa Giêsu. Đừng sợ, ta biết. Chữ cái từ này tuyệt vời quý vị. Chúa biết chúng ta dễ sợ, hay sợ lắm, dễ dàng sợ lắm. Cái nỗi sợ trong một cái biến cố lớn, như chúng tôi đã từng, chắc quý vị cũng nghe chúng tôi bị cái tai nạn Covid trong năm vừa qua. Danh dự của chúng tôi, rồi tiếng tâm, rồi lời giảng dạy đạo đức của thầy trò chúng tôi, và cuối cùng đó là đến cái sinh mạng của chúng tôi cũng đang bị đe dọa nữa. Danh dự thì bị bôi bẩn. Sau một đêm chúng tôi bị treo lên giữa chợ. Tất cả những bệnh nhân mà bị bệnh Covid, báo chí đưa lên bằng con số bệnh nhân số 2033 gì đó. Còn riêng chúng tôi, tên, tuổi, địa chỉ, điện thoại đều được đăng lên hết. Và cộng đồng mạng nó nhắn tin tới, điện thoại tới, chửi bới, lăng nhục, đòi giết, đòi đốt nhà, đòi lăng trì, xử trảm hai đứa con của tôi nữa. Tên tuổi của chúng tôi bị phơi ra. Cho nên chúng ta sẽ sợ hãi lắm. Thầy trò tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cũng rất là sợ hãi. Rồi chuyện gì nữa? Cái nỗi sợ của cái việc mà tan đàn rẽ ngá, hội thánh sẽ bị đóng cửa, mục sư sẽ bị ở tù hoặc chết. À, thầy đã bị giết chết. Nỗi sợ của tín hữu hội thánh truyền giáo Phục Hưng, thầy mình đang bị bệnh nặng lắm, thoi thóp ở trong phòng cấp cứu. Mục sư Võ Xuân Loan đang thoi thóp ở trong phòng cấp cứu. Sợ không? Sợ. Công an đang truy cứu, trong khi bên ngoài thì báo đài đưa tin tràn những cái tin tức tiêu cực ở bên ngoài.
cái lời chửi bới, thóa mạ, lăng nhục của đám đông cuồng nộ cứ té nước theo mưa, làm tấm lòng của con người vô cùng sợ hãi. Vì vậy cho nên á, khi hai nữ môn đồ run rẩy yếu đuối đến phần mộ, thì việc đầu tiên thiên sứ nói với hai người nữ này là: đừng sợ, vì ta biết các ngươi đang tìm Giê-xu. Quý vị có tin rằng ngày hôm nay Chúa biết quý vị đang ở chỗ nào và đang tìm cái gì không? Chúa biết. Khi mà quý vị nghe Chúa nói với tâm linh của quý vị rằng: ta biết, con đừng sợ. Khi chúng ta nghe nó ta biết, thì chúng ta sẽ thấy có một sự an lòng. Ta biết các người đang tìm Chúa. Con phải làm gì? Chúa Giê-xu ơi, con phải làm gì trước cái sự đau lòng này? Tôi đã từng kêu lên như vậy khi tôi ở trong giường bệnh. Trong câu 6 thì Ngài đã sống lại rồi, Ngài không có ở đây đâu. Chúa không có ở nghĩa trang. Chúa không ở nghĩa địa. Chúa không ở trong hầm mộ. Và Ngài không có hiện diện cái chỗ dành cho xác chết. Mà có người lại có cái khuynh hướng là tìm người sống ở chỗ của người chết. Chúng ta đi tìm chỗ, tìm Chúa ở những cái chỗ mà nó đông cứng mà. Cái linh tôn giáo nó đã làm chết cái niềm tin của Cơ Đốc nhân. Chúng ta theo Chúa lâu quá rồi, cái linh tôn giáo nó làm cho chúng ta bị chết cái niềm tin ở nơi Chúa. Chết những cái hy vọng của chúng ta, chết mất những cái hy vọng. Và chúng ta chỉ sống theo cái lề luật của tôn giáo. Lề luật của tôn giáo là phải như thế này, phải như thế kia. Còn chúng ta đánh mất những cái sự sống mà Đức Thánh Linh đang tuôn tràn trong cuộc đời của chúng ta. Mà Chúa là đấng sống. Chúng ta phải tìm đấng sống. Chứ chúng ta không thể đi tìm cái chỗ đã bị đông cứng. Và chúng ta là những con người lầm lạc, rất dễ đi tìm Chúa ở những cái nơi tưởng niệm. Đi vô đó để tưởng niệm một cái người bị treo lên máu rồi ở trên thập tự giá, chiêm ngưỡng. Chúa không cần chúng ta chiêm ngưỡng cái điều đó. Chiêm ngưỡng chuyện Chúa Giê-xu của ngày hôm qua. Chúng ta có một Chúa Giê-xu của ngày hôm nay. Vì Kinh Thánh Chúa phán rằng Chúa Giê-xu hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi. Mà chúng ta chỉ có chiêm ngưỡng cái dấu kỳ phép lạ của Chúa Giê-xu của ngày hôm qua. Còn ngày hôm nay thì sao? Còn ngày hôm nay thì khổ lắm. Ngày hôm nay mục sư Đông ơi, hội thánh ít người quá. Ngày hôm nay mục sư Đông ơi, chán quá, buổi nhóm buồn quá. Ngày hôm nay thì mục sư Đông ơi, chắc không được đâu. Mục sư Đông ơi, đi xa quá. Mục sư Đông ơi, sức khỏe kém quá. Mục sư Đông ơi, tiền ít quá. Mục sư Đông ơi. Tất cả những cái đó, nó làm chúng ta gieo chúng ta sự chết. Sự chết, không còn niềm tin nữa Chúa. Sự sống động không có nữa, sự vui mừng không có, thậm chí quý vị không vỗ tay nổi, không nhảy nhót, không vui mừng nổi, gặp nhau cái mặt nghiêm, chào nhau. Tại vì á, mình toe toét quá, người ta cười mình, ta nói mục sư nghiêm nghị hết trơn rồi, hát đứng lắc lư, cười toét ra cái nọ, được, mục sư không có cung cách, phải thế này, phải thế kia. Chúng ta đang bị trói, cứ trói dần đưa chúng ta tới cái chỗ chết chóc, những tôn giáo chết chóc, tôn giáo của những hình tượng của ngày hôm qua. Và ngày hôm nay thì không được, ngày hôm nay không được. Và tất cả những cái tiêu cực đó làm cho chúng ta bị trói buộc, thưa quý vị. Chúa nói rằng, hãy phá đền thờ này, 3 ngày sau ta sẽ dựng lại. Tin không? Câu 7 nè, hãy mau đi và nói. Cuối cùng thì Chúa hẹn gặp luôn, Chúa hẹn hò luôn quý vị ơi. Hãy mau đi nói cho các môn đồ Ngài biết rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại, và nay Ngài đang đi đến miền Galilê trước các ngươi. Tại đó các ngươi sẽ gặp Ngài, ấy là điều ta báo cho các ngươi. Ngài không có sống lại để hù người ta rằng ta sống lại rồi đây nè, thấy chưa? Nhưng mà Ngài lại có một kế hoạch, có một chương trình, Ngài có một cuộc hẹn. Giống như là lâu lâu tôi với một sư dân đồng hẹn gặp nhau tại Trần Quý Cáp ăn cơm tắm, hẹn nhau ở một cái quán cà phê nào đó ở Sài Gòn uống cà phê nói chuyện ha. Mỗi lần mà hẹn nhau, anh em ở Sài Gòn hẹn nhau vậy vui lắm. Khi sống lại, Ngài hẹn liền, Ngài là một cái hẹn liền, đến Galilee trước.
rồi tại đó chúng ta sẽ gặp nhau nha. Và quý vị biết không, họ gặp nhau trên một bờ biển thơ mộng Galilee, họ gặp nhau trong một cái buổi mệt nhọc của các môn đồ, họ hẹn nhau trên một cái đống lửa, mà tại đó Ngài cầm con cá lên nướng để đưa cho họ ăn. Tình thầy trò được tái lập lại, và từ đó những sứ điệp phục sinh ra đời đầy sự nóng cháy. Ngài hẹn liền. Quý vị ơi, có những cuộc hẹn thiên thượng mà Chúa đang hẹn với tôi, với quý vị ở đây. Hãy nắm bắt lấy tất cả mọi cuộc hẹn đó trong những lần tìm kiếm Chúa, gặp gỡ Chúa. Ngài không bỏ chúng ta, Ngài không đến chào chúng ta kiểu xã giao. Good morning sir, good morning ma'am. Rồi mạnh ai nhà ai mới về. Không, Ngài muốn dính kết với cuộc đời của chúng ta. Ngài muốn gắn bó với chúng ta. Ngài muốn hẹn với bà, với chị, với ông, với anh, với em. Hằng ngày muốn hẹn với người bạn trẻ đang ngồi ở đó, đang cắm đầu vô trong cái máy nãy giờ không nghe tôi giảng gì hết, mà Ngài cũng muốn có cuộc hẹn với bạn luôn, với bạn trẻ nhất đang ngồi đó đó, nó đang nhìn qua nhìn lại, đang bị bắt tại chỗ rồi. Ngài muốn hẹn với bạn trẻ luôn. Ngài luôn luôn muốn hẹn với chúng ta, thưa quý vị. Cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa, hallelujah. Ngài luôn luôn muốn hẹn hò với chúng ta. Quý vị nhớ đừng bỏ cuộc hẹn với Chúa Jesus. Amen, amen. Tuyệt vời lắm thưa quý vị. Và điểm thứ ba, chữ N thứ ba, họ nhận Chúa một cách cá nhân. N thứ nhất, họ nghĩ Chúa đã chết rồi. Chữ N thứ hai, họ nghe Chúa đã sống lại. Và chữ N thứ ba, họ nhận Chúa một cách cá nhân. Không có nhận vơ Chúa của ông này cho nên tôi nhận chung, không. Chúa của tôi. Nhận một cách cá nhân. Câu 8, họ vội vàng rời khỏi mộ. Sau khi nghe mạng lệnh của Chúa, họ ngay lập tức rời khỏi cái nơi chết chóc đó, rồi chạy đi báo tin. Họ rời hầm mộ, không ở đó chiêm ngưỡng nữa. Họ không ở lại cái museum, họ không ở lại cái chỗ hang động đó nữa. Họ chạy đi ra khỏi cái chỗ chết chóc đó, và họ đi báo tin. Khi tôi ở trên giường bệnh, trong cái sự tuyệt vọng cùng cực, thì tôi nghe lời Chúa phán rằng cơn giận của loài người làm nên sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, còn sự giận dư thì chính Chúa sẽ ngăn lại. Amen. Chúa phán tôi rồi. Ôi cảm ơn Chúa, mà người đang giận dữ với con, ném đá về phía con, nhưng mà Chúa đang tể trị tất cả mọi điều. Và lòng chúng tôi thật là vui mừng. Ngay lập tức tôi lấy lại thăng bằng, tôi trỗi dậy từ cái giường cấp cứu, ra khỏi một cái dây sự chết đang phây bủa tôi. Bác sĩ nói rằng, cô Loan, phổi của cô, xưng phổi, nám phổi, xẹp phổi và sơ phổi, 4 món. Hai buồng phổi đen nghịch hết rồi. Đâm vô để mà lấy máu, máu đông lại đen kịch, không lấy máu được. Một ngày tôi bị châm chọt, ngoáy, lấy máu 2 lần trong một ngày để thí nghiệm đủ các thứ hết. Là oxy ở trong máu chỉ còn 35%. 92% là phải thở máy rồi. Trong khi đó đo nồng độ oxy trong máu của tôi chỉ còn 35%. Tôi đang mấp máy với cái chết. Nhưng mà khi lời Chúa đến thì chúng tôi trỗi dậy và bắt đầu điện thoại cho nhau nhiều nơi. Anh em hội thánh Truyền Giáo Phục Hưng, người bệnh viện này, người bệnh viện kia, người bị chỗ nọ. Alo, tỉnh chưa? Bớt chưa? Ngồi dậy, 5 giờ sáng cầu nguyện được chưa? Được. Kêu nhau mấy chục người, đưa số phòng Zoom, đưa mật khẩu, và 5 giờ sáng chúng tôi bắt đầu cầu nguyện. Ngay ở trong cái chỗ cách ly á, cầu nguyện 5 giờ sáng đều luôn. 8 giờ tối, các bạn thanh niên học Kinh Thánh đều luôn mỗi tối. Giờ đó là y tá hết làm việc rồi. 8 giờ tối học Kinh Thánh, và chủ nhật không nhóm ban ngày được, tôi mà nhóm buổi tối trong Zoom. Trong suốt những ngày tháng ở trong đó, khi lời Chúa đến thì chúng tôi ngồi dậy ngay trên giường bệnh, và chúng tôi có những cái hình mà quý vị coi, quý vị sẽ rất là ngạc nhiên. Thờ vận Chúa trên những cái giường bệnh sọc sẹp, dơ giấy, mặc quần đùi, những cái áo thun ba lỗ, đâu có đồ mặc đâu. Anh em gửi cái gì vô mặc cái đó. Nhà tôi là mục sư, là luôn luôn kỉnh kiền, nhớ sáng là phải áo vest, cravat nè ha, mới thờ phượng Chúa. Bây giờ mặc cái quần đùi với một cái áo cầu thủ, không biết ai cho, không biết mặc áo cầu thủ có số đàng hoàng. Ngồi trên giường rồi phải canh chừng có ai vô sẽ bị bắt, và thờ phượng Chúa trong cái tâm thế như vậy. Nhưng mà lời Chúa làm chúng tôi cuồn cuộn lại, chúng tôi nhận được lời Chúa, nhận được sự hiện diện của Chúa, giống như các môn đồ nè, hành động chạy đi báo tin. Thì cuối cùng họ gặp Chúa và họ nghe cái gì? Chào các con, họ đến gần bên Chúa, họ đến gần Chúa. Quý vị nhớ cái bài gần bên Chúa, không biết bên này có hát không?
gần bên Chúa, Chúa ơi cho con gần Chúa hơn, gần bên Chúa. Thế gần Chúa lúc đó sao gần? Giống mình cảm tưởng như mình đang ôm chân Chúa. Chúa ơi, con đang bị Covid, con đang bị rượt đuổi, con đang bị công an điều tra xét hỏi, chúng con đang chuẩn bị vào tù. Chúa ơi, ôm chân Chúa, được khóc với Chúa, được nói với Chúa, sao mà sung sướng ngọt ngào quá. Cho nên khi báo đài phỏng vấn tôi đó, bà có hận không? Nó không. Nhờ vậy tôi yêu Chúa hơn, nhờ vậy tôi gần Chúa hơn, nhờ vậy tôi kinh nghiệm về thập tự giá hơn, tôi sung sướng lắm. Cảm ơn Chúa. Và những cái tháng ngày giống như các môn đồ khi họ đã kinh nghiệm được câu mời đừng sợ, lại là đừng sợ. Nỗi sợ đi từ cảm xúc. Nhìn thân thể của thầy đẫm máu, gục chết thảm hại trên thập tự giá, sao mà không sợ được? Biết giờ nào tới phiên mình đây. Nhưng mà cuối cùng thì trước những lời nhạo báng chửi mắng của đám đông, chuyển qua một cái nỗi sợ cao hơn là họ bắt đầu họ sợ Chúa Giêsu cái kiểu là ủa thầy á, thầy còn sống sao? Ôi sợ quá, chết rồi mà sống lại hả? Sợ quá. Cái nỗi sợ rất con người. Từ cái chỗ mà sợ người ta sẽ bắt mình chung một vụ với thầy, bây giờ thấy Chúa Giêsu hiện ra lại sợ cái kiểu khác. Ủa chết rồi mà còn đây hả? Sợ đụng được không? Sợ ma đó quý vị. Nhiều nỗi sợ. Mà nỗi sợ được thăng cấp, nỗi sợ tăng hết cấp này tới cấp kia. Cho nên Chúa biết cái điều đó. Cảm ơn Chúa. Sau khi đã trút linh hồn rồi thì sao mà thầy ở đây được? Và một lần nữa, đừng sợ. Các anh em ta, ở đây các anh em ta, quý vị nhìn ở trong câu 10 hay lắm quý vị. Chúa Giêsu phán với họ đừng sợ, hãy đi bảo các anh em ta. Số đông, một nhóm người còn lại, các anh em ta, còn một nhóm đến Galilê, tại đó họ sẽ gặp ta. Bao nhiêu người còn lại, những anh em của ta đó, đi kiếm nha, hú nhau đi, điện thoại cho nhau đi. Còn bao nhiêu người ở Arizona, điện hết đi, tới chỗ đó nha, gặp ta. Vì thấy tuyệt vời không? Amen. Kêu nhau hết đi, còn bao nhiêu người ở tại vùng Arizona này, còn bao nhiêu người hãy đến gặp ta. Quý vị ơi, hãy đi kêu đi, đi kiếm những anh em của quý vị là những người chưa kinh nghiệm được điều này, chưa kinh nghiệm được Chúa Giêsu, chưa kinh nghiệm được sự chữa lành, chưa kinh nghiệm được ơn cứu rỗi, chưa kinh nghiệm được ra khỏi số phận như thế nào. Hãy kêu họ đi, tập hợp họ đi và đưa họ vào cuộc hẹn thiên thượng với Chúa, cùng với chúng ta. Chắc chắn là quý vị đâu có muốn đi thiên đàng một mình không? Bỏ người thân của mình lại, quý vị đâu muốn không? Hãy hẹn họ đi. Amen. Hẹn họ đi quý vị. Và hãy hẹn họ vào Zoom, hẹn họ vào sáng Chủ nhật. Amen. Hẹn họ vào bất cứ lúc nào. Amen. Có thể tới nhà của một anh em nào đó, gặp nhau để được nghe về Chúa. Và hiện nay hành trình của họ đang tiếp diễn. Những con người này, các anh em ta đó, đang tiếp diễn. Tới Galilê rồi, gặp thầy rồi, nhìn thấy thầy thăng thiên rồi. Ở đằng sau đó họ làm gì? Đi khắp nơi trên thế giới. Người đã từng chối thầy 3 lần, giảng một bài giảng 3.000 người tin Chúa. Hallelujah. Người từng bắt bớ Chúa Giêsu, giữ phần và sự ném đá, sứ đồ Ê-tiên đầu tiên, trở thành một đại sứ đồ, nghĩa là rất là đầy dẫy quyền năng, là sứ đồ Phao-lô. Và những anh em của ta đó, mà Chúa nói anh em của ta đó, đã làm mưa làm gió trên toàn thế giới, đem phúc âm của Chúa Giêsu đến tất cả mọi nơi. Quý vị ơi, chúng ta đang có một nhóm người nằm trong cái nhóm những anh em của ta. Quý vị ngồi đây đang là những anh em, những chị em của Chúa Giêsu. Hãy nhận Chúa. Đừng có nghĩ là Ngài bất lực với cái đời sống bên Mỹ. Đừng có nghĩ vậy. Hãy thay đổi suy nghĩ đi. Hãy nghe lời Chúa đi. Hãy nghe lời Chúa và hãy nhận Chúa một cách cá nhân vào đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể làm nên một cái bước đột phá về tình yêu của Chúa cho cộng đồng người Việt tại nơi đây. Tôi biết tại nơi đây có 3.000 người Việt phải không? 30. 30.000 người Việt. Yeah. 30.000 người Việt là một con số rất hấp dẫn, rất hấp dẫn đối với tôi và đối với chị em. Hãy nơi nào có người Việt là mong men tới để gì? Nói về tình yêu của Chúa Giêsu. Tại người Việt mình thương khổ lắm. Qua Mỹ rồi vẫn khổ, khổ kiểu khác. Ở Việt Nam khổ kiểu, qua đây khổ kiểu. Cho nên chúng ta phải đến để cho họ được nhận Chúa một cách cá nhân vào cuộc đời của họ. Cảm ơn Chúa và cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Không biết mình có bị lố giờ không? Lố cũng phải chịu. Dạ, xin mời cô đứng lại đây luôn để cùng cầu nguyện. Thưa Hội Thánh, xin mời Hội Thánh cùng đứng lên chúng ta.
cầu nguyện với nhau. Chúng ta cùng cầu nguyện và đáp ứng lời của Chúa sáng hôm nay. Quý vị có yêu mến lời Chúa không? Quý vị có yêu mến lời Chúa sáng hôm nay? Cảm ơn Chúa. Tôi nói thật lòng của tôi đó là tôi nghe nhiều sứ điệp ở trong Matthew 28 rồi. Mà sáng hôm nay ba điều mà tôi nhớ. Cảm ơn Chúa, Chúa hâm nóng đời sống của tôi. Đó là nghĩ, nghe và nhận. Quý vị có từng nhớ rằng có một lần cũng cái chỗ này tôi đã nói với quý vị rằng khi Chúa Giê-xu sống lại, Ngài đã hẹn hò các môn đồ. Tôi đã khóc về cái điều này. Ngày hôm nay người chị em chúng ta đã được Chúa dùng để nhắc lại điều này. Quý vị ơi, nếu chúng ta chưa từng hẹn hò, chưa gặp Chúa ở trong cái cuộc hẹn hò với Chúa, thì chúng ta không thể hẹn hò người khác được. Nên sáng hôm nay, qua lời của Chúa, chúng ta cầu nguyện để đáp ứng. Đừng sợ nữa, đừng ngại nữa. Thưa Hội Thánh, Arizona có 30.000 người. Và ước tính ở Glendale chúng ta từ 2.000 tới 3.000 người hồi nãy. Mục sư Xuân Loan có nhớ cái con số đó là đúng với Arizona, với thành phố Glendale của chúng ta. Như vậy thì quý vị có muốn hẹn hò người khác để đem họ đến ở trong cuộc hẹn với Chúa Giê-xu không? Trước hết chúng ta hãy bước vào cái mối quan hệ với Chúa. Điều này Chúa khẳng định lại qua sứ điệp sáng hôm nay, qua mục sư của chúng ta. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Cho nên thưa quý vị, chúng ta đến với Chúa ở trong thời giờ này để đáp ứng, nói với Chúa vài điều chân thành tấm lòng chúng ta. Rồi sau đó thì kính mời mục sư cầu nguyện để chuyển tải, để khích lệ Hội Thánh trong những bước đường theo Chúa những ngày tới. Dạ, thưa Hội Thánh, xin chúng ta đến với Chúa và sau đó thì chúng ta cùng hiệp với lời cầu nguyện đặc biệt cho quý vị qua mục sư. Xin quý vị cùng cầu nguyện.